các bạn hai cái chiếc cối xay thịt mà hiện nay chúng em đang phân phối các bạn trên thị trường. Thì đây là hai dòng cối Billy nhé, chúng ta có thể sử dụng cho các hộ gia đình được, hoặc là các hộ kinh doanh nhỏ bán thịt ngoài chợ, hoặc là bán cua bán cá ngoài chợ cực kỳ là tốt. Thì bên trái mảnh quý vị các bạn là dòng cối 12, dòng cối Billy. Cối 12 sẽ là trần đế bằng inox cũng như là cái cối sẽ bằng gang. Các chi tiết bên trong thì đa số cái phụ kiện sẽ bằng gang thôi. Dòng này thì cái năng suất nó cũng khá là ok, từ khoảng 30 cho đến 80 kg một giờ. Thì nó sẽ kết hợp với motor là từ 1,1 kW trở lên, tương đương 1,5 HP nhé. Chúng ta mà sử dụng là ép cắm chim hoặc là chúng ta ép cá hoài xay chả cá ấy, thì chúng ta sử dụng motor tầm khoảng 2 ngựa 1 ký rưỡi là ok. Đó. Các chi tiết của chiếc cối gồm những gì thì em cũng tháo đơn giản một tẹo ra cho quý vị biết được. Một mặt bích này, một cái mặt sàng đi theo máy sẽ là mặt sàng 8D nhé. Một con dao mã hiệu là 12 bằng gang đây. Đấy, bên trong trục này nó sẽ là khá là kích để nó chống độ dơ. Và sau nó sẽ bị mòn mà, nên lúc đầu nó sẽ phải hơi kích một tí cho nó chuẩn xác. Đấy, trục bằng gang này khá là dày dặn. Còn mày thì chúng ta xay cua, xay cá hoặc xay chả cá cực kỳ tốt. Tầm nhỏ như vậy thôi nhưng mà em nói rồi, năng suất khá là cao. Cái cối 12 bằng gang sẽ là cái bu đi đơn nhé, rãnh B. Như vậy là nó sẽ kéo và tải khá là ổn rồi. Đây là hang ốc, chúng ta căng chỉnh cua loa. Khi mà nó bị trùng quá chúng ta sẽ căng ở nó. Về phần motor thì em đã khoan hết cái rãnh này rồi, để chúng ta phải nhảy chỉ được lắp cái motor chúng ta vào. Thì khi một kèm cái cối đây sẽ có thêm cái bu đi cua loa. Cối nào có bu đi cua loa đi kèm thoải mái nhé, để cùng chúng ta có thể sử dụng được. Dòng này thì nó sẽ phụ thuộc vào yếu tố như năng suất, phụ thuộc vào yếu tố mặt sàng này, mặt sàng to, mặt sàng nhỏ này, và phụ thuộc vào yếu tố là chúng ta xay cái nguyên liệu như thế nào. Đơn giản chúng ta sử dụng mặt sàng to này, mà xay thực phẩm mềm như cua hoặc chúng ta xay ốc thì năng suất có thể đạt tối đa. Nhưng mà khi chúng ta mà sử dụng là ép cám viên hay chúng ta là xay chả cá thì năng suất sẽ giảm đi. Đây là dòng cối 12. Tiếp đến thì em đã giới thiệu cho quý vị và bạn dòng cối 22. Dòng cối 22 sẽ là trần đế bằng sắt đây, cối bằng gang. Nó sẽ to hơn một chút, nhỉnh hơn một chút và năng suất sẽ cao hơn một chút. Dòng cối 22 bằng gang này sẽ kết hợp với motor tầm khoảng 3 ngựa tương đương 2,2 kW. Thì cái năng suất thực tế rơi khoảng từ 70 cho tới 150 kg một giờ. Nó cũng sẽ phụ thuộc vào yếu tố mặt sàng to, mặt sàng nhỏ và cái chúng ta xay cái nguyên liệu như thế nào. Thì đối với dòng cối 22 bằng gang thì chúng ta sẽ xay được những cá to hơn hoặc là những cái nguyên liệu nó lớn hơn. Chúng ta xay cua, ốc cực kỳ là khỏe luôn. Dòng này xay cá rô phi nguyên con cũng được nhé. Còn chúng ta có thể tận dụng là xay đạm cá này, đấy, ủ vi sinh đấy cho các trang trại cũng khá là ổn. Xay cổ gà, cổ vịt để phục vụ cho các khu chăn nuôi chó mèo. Thì giá hiện tại hai dòng cối này cũng khá là phải chăng thôi. Chúng ta về nhà sử dụng dòng cối 12 bằng gang thì giá sẽ là 1.500.000 đồng. Tiếp đến dòng cối 22 sẽ là 2.400.000. Thì mọi thông